Hello cả nhà nha. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi này nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, làm ăn luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Tới đây hai anh em cũng phát hiện được một ổ nó đóng dưới gốc này nè nha cả nhà. Đó. Rồi có ổ trên kia nhìn không biết giống ong lắm mà không biết phải hay không nha cả nhà. Để em ăn ổ này em quay cho cả nhà cùng xem nha. Hello, chào cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Buổi sáng thật là an lành. Thì hai anh em có tìm hôm nay đi luồng khác cả nhà. Luồng mới nữa nha cả nhà. Luồng mới không à? Ngày nào cũng đi luồng mới á. Mà luồng nào luồng lấy như hạch chứ. Ta đi có luồng hay luồng ta đi viết ông ổ khủng khủng bành bành không. Anh em cứ tìm toàn là ngày nào đi luồng mới, nghe luồng mới không nghe thấy mắc cỡ luôn. Luồng nào luồng lấy như hạch chứ. Ông thì sáng nó ra vô mạnh lắm nha cả nhà, nó bay ra bay vô liên tục cho bụi chơi gai chỗ này cả nhà. Nó cứ bay ra bay vô đây, còn thấy trên ngọn một ổ nữa mà nó đậm quá cả nhà, nhìn không thấy sao có mấy con nó bay lên trên ta, hay là nó chui cái đường nó lên ta, không biết cả nhà thấy không. Ở nhà đêm giùm là thấy ông nó bay nha cả nhà. Đó cả nhà, nó mới vô bay vô. Ổ thì cũng nhìn thấy cũng được đại cả nhà, nhưng mà không biết có mặt hay không. Ông này sáng làm việc xuyên, khu này ông làm việc siêng năng nè, ra vô nè. Còn qua đen dắt đi cái luồng ông gì đó làm biến ở nhà không không á nhà. Mặt nó tàn luôn. Mà nhất là ông mẹ thiệt thâu á. Bởi lên gặp ông mẹ nó cho ngổ cho hai xe mày. Đang kiếm mẹ rồi để em vô chắc đông phụ đen lên bắt ổ này cả nhà. Rồi ra xong mẹ em quay cột mặt cho cả nhà coi nha. Chị chơi gai tỉa hơi lâu. Cái đồ kìa cả nhà. Không nè, bự lắm. Đã lắm nha cả nhà. Để đang vũ lên. Quá đẹp, cầm yên một chỗ coi, quá đẹp luôn cả nhà, tôi dâu luôn, trắng hết luôn cả nhà, ké thì hết ké luôn cả nhà, này là nó rút ké ra rồi, nó chuẩn bị bơm mặt vô nữa cả nhà, quá đã, rồi. Qua chỗ dài cả gan tay nha cả nhà, ngăn lú em mày yếu nhất rồi. Rồi để em lên coi phải ổ ong không rồi em bắt xuống quay cho cả nhà xem. Dạ. Luôn nha. Dữ lắm. Rồi để em tắt cái này trước cả nhà, cả nhà lên để đèn leo phải coi ổ ong không. Ở đây bắt đồng sản cũng gặp được ổ này nha cả nhà. Bắt đồng sản nó cũng trọng đại nha. Nè, em cũng tới chỗ rồi nha cả nhà. Ổ này nha. Con mặt cũng nù quá nù luôn cả nhà. Qua xuống. Qua xuống cả nhà. Để bắt đồng sản lại cắt quay cho cả nhà xem nha. Cái đầu kia đầu kia bắt vô lại. Đứng bên kia nhịp. Quá khứ cục mặt cả nhà. Quá chú. Ấy. Cắt bớt tên tàn luôn. Hơi rãi. Tăng cánh luôn. Chứ thì phải chê tận cảnh cả nhà. Quá sướng.
này chắc nó rút ké nha cả nhà. Ké rồi. Đợt trước em lên này ké nhiều lắm cả nhà. Quá sướng. Dầu bết luôn. Nghe ngỡ luôn ha, cặp luôn á. À, dạy hương. Dạy hương. Rồi. Rồi. Rồi, em đi tiếp rồi có em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Tới đây thì đang phát hiện được ổ nữa cả nhà. Đóng trong cỏ. Anh em bây giờ đi trong cỏ không luôn. Tàn ở đây tàn nó đúng là tàn dài quá ta. Ở đây ông nuôi tàn quá nhỉ. Ổ hết lần luôn mà nuôi tàn quá bự luôn. Vâng nữa nè. Hơi tàn à. Anh nhìn hết ghê luôn. Ông bên đây ăn là phải cắt tàn trước cái này. Rầm quá rồi. Chó sổ rệt. Chó nó nhây. Mặt này, tô dâu cũng như thế, ok ok nha cả nhà. Nhưng mà tàn nó hơi bự, nếu tàn nhỏ xíu nữa mặt nó nụ cả nhà. Rồi, đi ra, ra quay cho nó ổn. Cảm ơn, tức lên được kìa. Đó rồi, đó rồi. Dưới đâu? Đi còn khó nữa cả nhà. Đi quay. Đi rồi, té rồi, té xuống lật luôn. Càng ấy, giờ tao đưa ông tao quay cho càng rồi, vô tổng càng xuống còn miếng trong khẩu không ra. Rồi, hư mặt đẹp lắm nha cả nhà. Tô vô trắng luôn nha. Rồi, lật, nè hỏi nè. Để em dắt cái vỏ đi tiếp nha cả nhà, rồi gặp ổ khác thì em quay cho cả nhà coi nha. Đây em cũng phát hiện được ổ nè nha cả nhà, đóng trên cây đào nha. Đâu, để người tụi người thấy đâu. Đóng ngay đây này nha cả nhà. Để bất động sản lên cắt và quay cho cả nhà xem nha. Bất động sản lên tới chỗ rồi nha cả nhà. Mặt ngon không Năm? Ngon. Hả? Cũng nói ok vậy, cũng khôn lắm. Cũng được. Để bắt nông sản cắt xuống em quay thành quả cho cả nhà xem nha. Hoặc là quá khứ một mặt luôn cả nhà. Về mà bắt nông sản hô già này cả nhà. Chưa được trăng nào luôn mà hô già. Trái tim mình rồi. À, cũng mất à. Ra xuống. Này, giờ để em ráp cho vỏ đi có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Trong lùm cỏ này ngổ nữa nha cả nhà. Bắt công sản đi bên kia em không có quay cùng bắt công sản được nha cả nhà. Ôi, mặt quá đã luôn cả nhà. Mắt xuống. Ừ. Đó là cái này. Em quay thật cảnh cho cả nhà xem nha. Mặt này.
xuống rồi bà nhà. Giờ để em cắt ra em ráp vô vỏ em đi, có em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Tới đây em cũng phát hiện được ngỗ này nha cả nhà. Để bất động sản vô rong mà cắt ra quay cho cả nhà xem nha. Ổ cũng động đại nha cả nhà. Nhớ mày. Chiên vàng, đầu quá trừ nè cha. Cắt mấy cái nhánh đó ra, để chiên vàng. Trời, cô chung ơi. Dỡ nha. Cô chớ hả? Ừ, cô chung. Ủa, ông nói dỡ cả nhà. Cô chung hả? Không mà không bằng bên kia. Đi sớm. Sao không bằng bên luồng cũ, luồng này, luồng mới nữa. Nè, em mới đổi luồng mới nha. Mới không? Đồng nghiệp. Ủa, luôn á. Đồng nghiệp theo chân không kịp luôn. Quá dỡ rồi. Cắt luôn đi. Chơi là. Cắt luôn đi. Chờ làm gì nữa. Hả? Cắt luôn đi chứ mình chưa chứ. Đấy, tàu. Đi ngày cái trăm cây số mà kêu trường. Anh cắt ngổ quá. Thiệt không có. À, quá thơm mà. Khô quá, khô với nước này. Đây nước quá trời ra bóng đầy đố nè. Con chín gò khô lại mặt không? Rồi, đây bác công sản cắt ra luôn nha cả nhà. Mặt dở lắm. Bác sáng cắt ra nha cả nhà, mặt khô quá khô. Sao dưới đây lại bưng đồ đẹp lắm nha cả nhà, mà sao mặt lại yếu, còn trên gò lại mặt lại sung, cũng không hiểu làm sao. Đó rồi. Rồi giờ để em ráp vô vỏ đi, có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Ê, năm. Anh em chạy tới đây gặp ổ ông đùi cả nhà, cả nhà. Ô nhỏ, nó giống như cây chầm nước thôi nha. Đố, ai biết em đi đâu. Quậy chá lắm quá. Đông cây chầm nước ô nhỏ rồi cả nhà. Này, để đen tỉa lên, bắt chân là không giờ chị nắng khùng đầu luôn cả nhà. Anh em ăn cơm ra xong rồi giờ chị, bây giờ cũng có tiếng đồng hồ mới gặp được ổ này. Ở kia nó ngoài. À, đông tuốt ở trên đó cả nhà. Cục đen lùi, đậm quá. Rồi để đen bắt xuống lên quay cho cả nhà mình coi nha. Xuống tới cả nhà. Rồi, ổ này bị chết chúa cả nhà. Ổ này làm chết chúa đó, làm ông đực luôn nha. Mặt quá ổi quá nha. Hư ơi. Mặt đẹp không? Một mặt đẹp hơn tôi sáng nữa. Hư, mặt thức tàn luôn. Có ké nhưng mà nó nằm dưới. Cái điều. Cái đào không? Cúc không? Ké nào đắp dưới rồi, nè, cục mặt nè. Hư tròn do như con heo luôn cả nhà, nhỏ có vỏ cả nhà. Ổ gì mà đang chơi quá đã khủng. Chạy xe ngoài đường thấy nha cả nhà, đó xe vẫn ngoài đường đó. Chạy nhìn vô thấy cục đen à, nghi ngờ à, về vô không thiệt cả nhà. Rồi để giờ em với đen dắt vỏ tàn nó nở hết con luôn rồi cả nhà, không được nở hết ráo luôn rồi. Ê, chụp cái đảo kia đây không? Cả. Đó. Và đấy em với đang dắt vô rồi đi tiếp ổ khác quay cho cả nhà mình coi tiếp nha. Đây nhà ơi, mới cắt cây chầm nước rồi kia xong em thấy cái chảng đẹp quá, kêu đen vô thì gặp được hai ba ổ nhỏ nhỏ nha cả nhà. Ba ổ. Đó, ổ nhỏ. Ổ nhỏ mà ok nha cả nhà. Tôi nói một ổ cả nhà. Rồi đen nó gặp bên đây một ổ bên đây, rồi em gặp bên kia một ổ nữa cả nhà. Nó nằm trong cái đám cây này luôn. Đâu đen, ổ kia nằm chỗ nào đi? Ổ kia nằm ở đâu à? Trời, ông rùi đâu có dê ghê đó. Rùi đâu có dê ghê. Ừ. Cái gì dữ lắm, ổ lớn á. Con ổ lớn đâu đây á, con nhìn sót á. Bên đây ổ nữa cả nhà. Kia hả? Đâu.
Hồi sáng ở đây thì cũng có hai anh em nào đi rồi cả nhà. Giấu mòn luôn nhưng mà sao sẽ sót, sót cái ông này nè. Để cắt luôn xong rồi đi này vô luôn. Mà thà cái tao vũ cái này. Sọt luôn cây. Hai lậu lớn anh em bắt rồi, chỗ nhỏ lại biết nữa. Cắt lẹ qua, ok nhỏ bỏ bỏ đó. Đó coi nha. Ồ, đóng cái chỗ trên trên đầu của đèn coi nha. Đó. Mới cắt ổ cây chạm nước rồi kia. Mấy con ong đây nó lằn xăng vậy ta. Đi làm việc xiên ấy chứ. Té không ạ? Cơm cũng ăn rồi số té không ạ? Đó coi nha. Ổ vòn vòn, mặt đẹp lắm coi nha. Rồi, để em đi qua ổ bên này, cái ổ chập được tiếp này một ổ luôn. Ổ chơi cho xong rồi nè. Nè cả nhà. Đó, ổ ong đó. Ổ ong đó cả nhà. Để đèn tiến hành vô, vô bắt đây cả nhà. Nè, hai ổ luôn nè. Ông bà cho gặp ổ khoảng chừng hai xị quay cho cả nhà coi cho sướng. Trời cục mặt ha. Như ổ kia luôn á. Hả? Giam rồi bự hơn rồi. Cục mặt không trống đâu, ổ kia cho. Vô rồi coi. Nè cả nhà. Đây nè. Vì sao trong nấu nó bự hơn ổ kia? Bự rồi, bự nhỏ hơn ổ kia nè, mày cao. Tại tại ổ kia nó kẹo cong. Nó ẩn lên phải không? Nụ hơn cha. Ây da. Đó hả? Ờ. Nụ nó bè hơn. Mình... Này cả nhà, ổ ổ cái chạm nước nè. Đó, chỗ cái này em chỉ nè. Hình quá. Có ông là mọi người lầm lầm người ta chưa nhìn nè. Mày nhìn chưa? Rồi, để em dắt vô vỏ nha cả nhà. Rồi em đi gặp ổ khác em quay tiếp cho cả nhà mình cùng coi nha. Anh em chạy xe ngoài đường cũng phát hiện liên ổ này nha cả nhà. Sát đường lớn luôn nha cả nhà. Ở già đây chắc chớp trên thôi. Ổ già ở đây hình như chớp trên thôi à. Ô tơ miếng gạo. Rồi cắt luôn, vài bữa thôi chị, nó non rồi. Nở nước là dở rồi, ngô rồi. Không nhỏ mà đã nhìn chấp trên nữa cả nhà. Xết rồi. Ý, nặng hơn tao mày. Nặng hơn. Mặt cũng được nha cả nhà. Không đáng cười. Giờ để em ra chị gõ em đi. Có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Mà mày mà ra mình thẳng là anh Tâm chiêu việc rồi. Dễ gì thấy được mặt. Hello cả nhà. Em cũng về tới nhà nha. Thành quả nè. Chắc cỡ lít mấy gì nha cả nhà. Mặt thì khá là ok nha. Một lít chín hả? Một lít chín à, chưa đủ 2 lít. Một con báo nằm kia cả nhà. Đó, con báo đó đó. Rồi em xin kết thúc video luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Này, bye bye chào tạm biệt cả nhà nha. Bơi cả nhà ơi, mệt quá, mệt rồi, giờ này đuối lấp bơi rồi.